Rồi em copy đi. Hộ vệ nhẹ chốt. Yêu hằng giúp bự. Chưa gì đã chốt hộ vệ rồi. Lẹ dậy. Nếu kịp. Ấy, có ghép cỗ máy chiến đấu rồi các bạn. Lại chơi cỗ máy chiến đấu. Có 4 đồ rồi, không biết là nó có ra thêm đồ không ta. Biết nó có ra thêm đồ cho mình không? Ô, có ra điện sát tích luôn này. Được quá nhở. Cỗ máy được luôn rồi các bạn ơi. Cỗ máy đẹp trai luôn đấy. Ôi, tự nhiên có cơ hội được win streak thì ngu gì mà không triển khai đi các bạn. Giờ mà làm như nào lên level 4 tôi lên luôn. Tôi cho con Poppy biến thành cỗ máy chiến đấu chơi luôn. Để mà thế này đi là cục cằn các bạn ơi. Thế này luôn đi là cục cằn. Được chưa? Cỗ máy luôn, cục chưa? Ngon luôn nhở, ngon luôn, dễ luôn. Chơi game là vào thế là cỗ máy luôn. Cứ đơn giản thôi, cứ dễ dàng thôi. Cái gì phức tạp chúng ta đâu cần phải làm, cái gì đơn giản thì chúng ta làm. Cảm ơn Minh Khơ Nguyên đã tặng 10 sao. Anh Mạnh nhớ độ EVOS giúp em lỡ dự đoán sớm giờ toang quá hai chấm cười lăn lộn. Em Mạnh nhớ độ ebot giúp em bảo ok em ơi được. Ừ được cái mình chắc là mình sẽ được bình luận trận đấy đấy. Chắc là mình sẽ bình luận trận Evos với cả Cerberus á. Thì hy vọng là không có gì thay đổi. Để tạm thời thông tin là như vậy. Nếu không có gì thay đổi là mình sẽ làm. Vừa làm ván 8 cục máy chiến đấu ba phê luôn à. Ui ba phê thì dịch vụ gì giải trí thế. Dịch vụ gì giải trí mà ba phê luôn vậy. Nghe lừng thế nhở. Chào Tú Nguyễn nha. Chào mọi người. Chào tất cả các anh em vừa vào xem livestream mạnh mẽo. Hello mọi người nha. Chiều nay thì mình sẽ làm một cái. Chắc là mình sẽ làm custom cờ trước. Để mình tra mấy cái code. Thôi mình có thể lên level 5 luôn xong rồi cho hai con tiên phong hoặc hai con ấy vào nè. Hai con đấu sĩ vào thì cơ bản là mình nghĩ rằng là vẫn có thể win nhưng mình sẽ không up. Ui rồi, 222 222 này, trời ơi khỏe quá. Cặp nhà này tôi nghĩ là toang rồi. Cặp nhà này không bạc co được các bạn ạ. Hồi 180 máu không đủ. Trăm tám mươi máu hồi. Ồ không đủ à các bạn ơi. Tiếc quá. Thôi up level phát vậy. Biết thế mình up luôn. Mình up tân trước là ngon rồi đúng không. Úi giời ơi thừa cái thìa cho người ta húp nữa. Đi chợ tân cuối luôn. Chả nhặt được cái gì luôn. Nhặt cái gì bây giờ? Mất cả nước mắt luôn. Chắc mình nhặt cái BF đi. Nhặt cái BF thì tí mình làm giáp thiên thần cũng được. Chưa bôi đỏ thì mình làm tạm giáp thiên thần. Được má.
Ui, Lucian 2 này. Thân vừa mình không up là hơi tiếc đấy các bạn ạ. Thực sự là hơi tiếc luôn á. Giờ thấy hối hận rồi. Giờ mới thấy hối hận. Nhưng mà đằng nào tôi cũng chưa ra con pháo thủ ấy. Chưa ra con pháo thủ thì tương giờ chúng ta up lên thì chúng ta cũng chỉ cho một tiên phong mà thôi ấy. Bây giờ mình cần một con pháo thủ này. Ít nhất phải có một con pháo thủ thì nó mới khỏe được. Bốn con mày chiến đấu giật kinh thật. Đam giật nó cứ thút. Đó. Đam bốn con mày chiến đấu nó giật 180 đam đấy. Giật như thế là nhiều luôn đấy. Hai đầu sĩ bốn cỗ máy. Hai pháo thủ ngon hơn. Ok bạn. Vẫn chưa ra pháo à. Sao có Ire ở đây ta? Ông ấy nhặt cái đai lưng về để đấy ạ. Bó tay. Vậy anh nhặt giáp nhặt kháng phép về đi. À ông ấy nhặt đai lưng để ghép hộ vệ. Ai cũng có một tí xu hướng là đẩy qua hộ vệ. Đấy các bạn thấy không? Người ta có thìa, người ta có đai lưng, ai cũng có xu hướng là đẩy một tí qua hộ vệ. Chào Đô La Cường nha. Anh Mạnh hôm nào report ngày châu đi, ngày châu còn cục kích 40 top 1. Anh biết rồi, hôm qua anh có xem mà. Cày rẻ thật, chó châu ấy láo thật sự. Dám đọc quả thần chú hãm lờ. Chào Vũ Chiến nhá. À, cảm ơn Thắng Đình Nguyễn nhá. Đẩy về dòng hộ vệ. Đẩy hộ vệ chơi dòng lộn. Nhiều người sẽ chơi cái bài đấy. Người ta sẽ đép bằng hộ vệ với đủ thứ. Rồi sau đấy người ta xoay qua hộ vệ dòng. Ồ, có bôi đỏ rồi này. Lấy bùa đỏ đẹp luôn các bạn ạ, đẹp, khỏe. Nhưng mà bây giờ ấy, cái bài của mày chiến đấu này mà các bạn mà không lên là 8 của mày chiến đấu thì hơi khó để top 1 nhá. Trận này có Zinix thì chắc là thừa rồi, mình không dùng Zinix nữa đâu. Nên switch 2 rồi, có nên up lên không nhỉ? Mình rất là hay bị lưỡng lự những cái trường hợp như này. Thực sự thứ này mình không biết là có nên up lên đâu không. Bởi vì up lên thì mình cho thêm được một tiên phong vào. Nhưng mà mất tận 16 đồng như vậy mình mất nhiều lợi tức quá. Cho hai đấu sĩ đi. Thì mình sẽ tiết kiệm được tiền của con dây xỉ. Dây thay con nóc bị mất cỗ máy chiến đấu bạn ơi. Bạn tính kiểu gì đấy? Bốn cỗ máy chiến đấu bây giờ đang rất là lợi. Tại sao lại mình lại thay như thế? Mình phải thay theo cái chiều hướng khác chứ. Chúng ta up level như này là để kích được thêm một đấu sĩ thôi cũng được. Không gì ảnh hưởng cả, vẫn đủ để thắng. Cảm ơn Vương Thái Sơn đã tặng 50 sao, 150. 150 gì ở Vương Thái Sơn? À, tổng là 150 sao. Anh cảm ơn Vương Thái Sơn rất nhiều nha. Cảm ơn em nhiều. Thank you bro. Vừa nãy tặng 100 rồi, bây giờ tặng thêm 50 nữa. Anh biết rồi, anh cảm ơn em. Làm nhà hôm nay đếm được lên đến 1.000, 1.500 đi em. Học cách đếm đi, chúng ta cùng nhau học cách đếm đi. Sao cũng phải chiến đấu chứ phải giữ máu mà có hội top cao à? Hợp lý. Tất nhiên là phải giữ máu thì mà có top cao rồi. Cái đấy là điều ai cũng biết rồi. Nhưng mà giữ được hay không thì cái đấy thì ít người biết các bạn ạ.
Bởi vì giữ được máu là cả một nghệ thuật. Ôi trời ơi, thắng luôn. Sao không bán Poppy cảm bỏ MF vô á? Đã tặng 10 sao, 10. MF là con gì hả em? Miss Fortin là con gì? À, Mafai á. Bán con Poppy bỏ con Mafai vô á. Ơ sao nhảm nhí thế? Chúng ta kích được tiên phong, con Poppy đang khỏe hơn chứ. Con Poppy đang hai, nó cầm của mày chiến đấu khỏe hơn chứ. Con này vào kích được, đây này, bây giờ các bạn có thể bỏ con dây để kích đấu sĩ này. Nhưng mà mình muốn kích cho con Poppy hơn. Với con Poppy đang khỏe hơn mà. Cảm ơn Hiếu Úc nha. Thần chú mạnh ăn cứt chó chưa giờ là mình ngày cho thất vọng vậy, chó trâu. Láo lìn, các bạn report pet láo cho mình chứ các bạn còn đi cười với điều đấy nữa. Các bạn report pet láo cho mình nhé. Nào, cho xin một con Aloy, một con Cosmo nào. Ui, Na cảm giác tinh thần là sao? Ủa, Victor cầm hai nước mắt. Xong rồi tên này tôi lại đứng ở trên cùng, xong cùng tôi không nhặt được cái gì cả các bạn ạ. Rồi, rác rưởi. Thôi, mình không quan trọng đồ nhặt vậy. Bởi vì bây giờ mình cũng không quan trọng được. Cơ bản là mình không lấy được cái đồ mình mong muốn. Cảm ơn Vương Thái Sơn đã tặng 100 sao, 10p xem ba cái quảng cáo 15s cô bỏ qua được. Ôi ôi. Xem trên PC thì lại không sao, đang xem nhảy QC tụt mút quá. Ồ, anh biết mà, đang xem mà nhảy quảng cáo thì ai cũng tụt mút thôi em ơi. Thôi, coi như xem để hỗ trợ anh vậy. Mình nghĩ là tuần sau mình lên 50 tiền rồi ấy thì mình sẽ roll để lấy con Cosmo 2. Ôi giời, giờ hit 2 luôn. Người ta là bố đời rồi. Bố đời rồi. Người ta đi nhặt giờ hin về được giờ hin 2 luôn. Xong rồi được ông Victor nhặt được quả hai nước mắt nữa. Chơi Victor đến chết rồi còn gì nữa các bạn. Ôi trời ơi, hai ông Victor luôn lại còn đống nước mắt luôn. Bố đời thật sự. Cho này cầm thêm cái này đi. Khỏe quá. Con đấy hồi nhiều máu ghê. Con Poppy của tôi hồi nhiều máu ghê. Cảm ơn Vương Thái Sơn nhá. 10 phút xem bài quảng cáo 15 giây không bỏ được. Ôi cay thế nhỏ. Sao lại có thể chạy nhiều quảng cáo thế được. Cái sàn này tăng tiến sức mạnh quá nhanh ấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, một vài nhà như kiểu nhà giới hin này bỗng dưng có giới hin 2 luôn. Xong rồi nhà kia thì có Lucian Red, nhà này thì có con Victor cầm hai nước mắt, còn hai nước mắt bên ngoài nữa. Làm một cái diệt với cả hai găng tay ha. Rô nhẹ có màu hại. Ôi bỏ Cassiopeia rồi. Rồi ok.
Nghe một cái giếc khổng lồ vậy. Victor và Nóc Tần vào là 6 của mày chiến đấu còn gì nữa. Cảm ơn Vương Thái Sơn đã tặng 250 sao. Có khi nào do tặng ít sao nên Facebook gắn quảng cáo cô nhỉ? Không em ơi, tặng như thế còn ít sao nữa thì chịu đấy. Ủa cọc mò này chiến thế, hồi máu kìa. Má, hồi 480 máu kìa. Ôi ôi, ôi rất khó giết nha. Ôi, ôi cọc mò. Úi trời ơi, cóc vong của tôi nó không chết được các bạn ơi. Ôi trời ơi, tôi chịu đây. Ngon. Ôi tôi chịu đây. Sức sống hơi mãnh liệt của chú cóc mò đấy. Kinh dị vãi lòng. Kinh dị. Sáu cốc mày chiến đấu sớm quá là kinh dị các bạn ạ. Rồi thôi, rồi đầy máu rồi. Kẻ em đi anh ơi, kẻ em đi. Giết em đi. Buồn cười. Giết tôi được con cóc mò này bây giờ. Kinh dị. Hai đang định trả lời. Con cóc mò. Con cóc mò nó vãi đái. Alo. Bốn cô mày chiến đấu, sáu cô mày chiến đấu sớm nó khỏe thật. Giờ ra một cái xẻng nữa chúng ta có 8 cô mày chiến đấu luôn đấy. Giờ có một cái xẻng nữa chúng ta chơi 8 cô mày chiến đấu luôn. Chơi cứ nguyên đồ thế này chán vờ lờ. Hỏi chấm tưởng két, tưởng két chứ. Kìa. Lại chơi game bằng quan hệ thôi. Đấy. Chết sắp mặt lờ ra vẫn quan hệ. Thua banh game rồi. Ái à, vết thương sâu rồi. Có vết thương sâu là tôi chết rồi. Có vết thương sâu là tôi chết rồi các bạn ơi. Anh em nhớ theo dõi livestream nhá. Anh em nhớ theo dõi livestream ủng hộ mình nha. Like share ủng hộ mình nha.
Nhiều màu quá, thôi từ từ tơn nữa rồi up nhỉ. Nhiều màu quá để tơn nữa up cũng được. Ông ngoài khỏe quá, ông ngoài khỏe kinh khủng. Ông ngoài con Zin 2 này chắc là win streak nãy giờ, chuỗi thắng 5 rồi này. Bàn này mình rush 8, rush 9 thôi, phải cố gắng thôi, biết sao giờ. Chỗ này chúng ta không cần vi rồi các bạn ơi. Trận này mà không lên nhanh thì mất hết ergot luôn đấy. Giáp thiên thần. Ok. Làm đồ ngon thế. Bây giờ mình cho thêm con gì vào bây giờ? Gna nhá, cho tạm Gna vào vậy. Đằng nào mình cũng cần một con cầm giáp thần à. Chắc là mình phải lên chat thôi, chứ bây giờ mình roll ở đây mình không kiếm được ergot. Các bạn ạ, ở đây thì mình sẽ không kiếm được ergot. Thế cô tiền cái. Cảm ơn Hữu Úc đã tặng 10 sao cho Na cầm cổ máy tăng hơi trâu. Cho con Na cầm cổ máy chiến đấu thì cũng 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 căng đấy, nhưng mà mình muốn cái được thời không. Con này nó lên cao quá, chết rồi. Nó góc mò của mình tiến lại đi bộ lên rõ cao, không sống nổi. Ủa sống thế là mãnh liệt lắm rồi đấy. Em rìu cổ máy nhưng mà không có đồ đam. Ok, ta rush 9 rồi, chúng ta kiếm con ergot là được rồi. Xong rồi chúng ta chuyển cỗ máy chiến đấu cho con này này. Chúng ta có thể bỏ bí ẩn đi cũng được. Đeo Blitz lên trên tanh cũng được. Từ từ đã. Ơ sao gặp ông này nhiều thế? Cái ông này hơi nhiều ấy. Cái ông này đánh là sao đánh nổi? Không thọ được, cứ gặp ông này là thọt thọt máu à? Các bạn ơi, tí nữa mình có con ergot ấy thì mình sẽ bỏ con đằng nào mình cũng bỏ con Gna đi để mình chơi 8 con máy chiến đấu mà.
Bài thiếu tanh quá, mình lấy cái thông đạo để tanh nhá. Sao lại còn có 5 người này? Sao sàn này snowball nhanh thế? Chúng ta dùng con Blitz cũng được. Còn nếu mà chúng ta bắt con Gna ấy thì lên level 9 chúng ta cũng bắt được mà lo gì. Nuôi rồng của mày chiến đấu với anh, em bữa em thử rồi, đam to lắm. Ờ, con rồng của mày chiến đấu thì nó kích được cái nội tại liên tục, cũng hay. Rồi, đâm cóc mò của tôi rồi, xong rồi. Cái bài siêu nghệ gì, Ire đồ ngon thế. À, nhưng mà siêu nghệ về lết là 100% cao tầng của mày chiến đấu nhá, cái đấy thì là mặc định rồi. Tên này là 44, tên sau là 42, ít nhất phải chờ một tên quái nữa chúng ta mới up chest được. À, thích thì bắt lại này các bạn này. Hay là mình cứ lên chest đã. Rồi mình thọt máu á. Rồng của mày chiến đấu à? Oh. Thế khi chúng ta đổi Soraka support đi nhở. Bài heal Yorgue đúng không? Các bạn nghĩ rằng có nên đổi Soraka để lấy buff không? Bỏ nhở. Bình tĩnh đã đúng không? Lan thần nữa này, ngon này. Nếu chúng ta cho rồng cũng phải chiến đấu thì cho rồng giáp thần luôn. Victor mà cứ random đồ ngon là win á. Ông này ghê quá, ông này có đồ sớm ngon quá. Không ra gót thật rồi các bạn ơi. Ui, có mò lúc cuối này bắn thì thôi rồi luôn. Ok, chúng ta xem lại nhá. À, như vậy là chúng ta có vẻ là cũng không quá cần bí ẩn đâu đúng không? Ôi, game khó thế. Bỏ nắp tần cho thêm một con bí ẩn vào này. Gót của tôi đâu? Không có rồi. Có bút bẫy là tên này cao tờ được bài siêu nghệ này. Lốc căng ạ. Rồi hình bắn ghê quá. Thôi này. Có con rồng hai ghê quá.
Bài này sắp rời hin 3 kìa. Ui, có một hồi nhìn máu kìa. Hồi cái nữa bạn ơi. Hồi cái nữa. À, không nổi rồi. Bài siêu nghệ là counter tôi quá. Bài siêu nghệ là counter mình quá các bạn ơi. Xin nhẹ hai găng đi. Lấy cái Solari cũng được, nhưng mà mình thích hai găng hơn. Hoặc là lấy cái này này làm quỷ thư cho con rồng. Nhưng mà có đồ lớn thì đương nhiên là chúng ta phải lấy đồ lớn rồi. Chả dạy gì chúng ta phải đi lấy đồ nhỏ khi chúng ta có thể lựa chọn đồ lớn nữa cả. Nếu mình bỏ thời không thì mình cho bí ẩn vào thì sao? Mình nghĩ là cũng được á. Nếu mình lên Lulu 2 là binh. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ Blitz này lấy bí ẩn này các bạn này được không? Tám của mày trận đấu đam Victor rất là to. Tên là Victor và đam rất to luôn. Nhưng mà nhà siêu nghệ khỏe quá, mình nghĩ là mình sẽ thua nhà siêu nghệ. Oh, nhà siêu nghệ bị thua nhà này. Oh. Nếu bây giờ mà xác định dùng Grenade để tanh thì thà chúng ta dùng con Blitz để tanh còn hơn, còn kích được thời không. Mọi người thấy đúng không? Nếu mà đã dùng con Grenade để tanh thà tôi dùng con Blitz để tanh còn hơn. Tôi để bí ẩn để cho con Cosmo chịu được một lần đam của con. Để con Cosmo nó chịu được một lần đam của con. Echo không chết. Ôi dồi ôi, quả này nặng quá. Rồi. Sao nó lại em có Cosmo của tôi trước nhờ. Bài này khỏe quá rồi. Bài này khỏe quá rồi. Tôi thua rồi. Đi rồi. Sáu máu. Còn lại mình nghĩ là mình hơi ít phép đấy các bạn ạ. Thôi chắc mình lấy Blitz vào lấy tanh ấy các bạn ạ. Mình vào lấy Blitz vào lấy tanh với cả lấy sốc đam. Bây giờ mình chỉ đánh sốc đam lại thôi chứ mình đánh bằng con bí ẩn không ăn thua rồi, mình thấy không ăn thua rồi. Mình sẽ dùng Blitz nhá, mình không dùng bí ẩn nữa đâu, kệ mẹ Lulu đi. Lulu lên 2 thì may ra mình xài, không thì thôi mình sẽ dùng con Lulu lên 2 thì chúng ta xài lại rất có giá trị, rất là lợi. Cảm ơn Hoàng Tuân đã tặng 10 sao, hello a. Cảm ơn Hoàng Tuân nha em ơi. Rồi, ngon. Rồi gót 2 đi. Lulu 2, Urgot 2. Chúng ta cho Lulu 2 vào vậy. Hả?
khách nào luôn. Rồi ôi con đi re. Chơi đánh thánh vật. Thôi từ từ nhá, chưa chắc đã thua đâu. Nóng hết đam rồi mà. Rồng ai, rồng ai, rồng ai. Rồng ai, tầm này rồng khỏe lắm nha. Ông này vẫn thắng luôn. Con Lulu 2 này giá trị này. Lulu 2 này cao tờ bài siêu nghệ này. Nhưng mà không cao tờ được bài này. Bài này giờ hin 3 thì chịu rồi. Giờ hin 3 thì chắc là bó tay rồi. Đúng không? Rồi hiên 3 một bắn một con rồi. Rồi hiên 3 một bắn một con rồi. Đáng sợ. Rồi top 2. Thế thôi. Rồi hiên 3 thì chịu thôi chứ sao nữa.